hàng chục nghìn người vào lăng viếng Bác bày tỏ lòng thành kính, tri ân, tưởng nhớ công ơn của vị lãnh tụ đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của nước nhà. Không khí mừng đón Tết độc lập mùng 2 tháng 9 rộn ràng vui tươi trên khắp mọi miền đất nước. Trong trái tim mỗi người Việt Nam vẫn luôn vẹn nguyên hình ảnh của Bác Hồ với tình cảm thiết tha nhất, kính yêu nhất. Chuyển đổi số, động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhân kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai ngày 2 tháng 9 của Đài Truyền hình Việt Nam. Kính thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã viết bài báo với tựa đề Chuyển đổi số, động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Trong bài viết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã điểm lại những dấu mốc quan trọng trong đường lối chính sách của Đảng về phát triển lực lượng sản xuất và từng bước cải tạo hoàn thiện quan hệ sản xuất kể từ khi giành được chính quyền vào năm 1945 đến nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh bối cảnh tình hình trong nước và trên thế giới như hiện nay đòi hỏi Việt Nam phải có một cuộc cách mạng với những cải cách mạnh mẽ, toàn diện để điều chỉnh quan hệ sản xuất, tạo động lực mới cho phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đó là cuộc cách mạng chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tái cấu trúc quan hệ sản xuất phù hợp với sự tiến bộ vượt bậc của lực lượng sản xuất. Chuyển đổi số không đơn thuần là việc ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động kinh tế xã hội, mà còn là quá trình xác lập một phương thức sản xuất mới, tiên tiến, hiện đại, phương thức sản xuất số. Trong đó, đặc trưng của lực lượng sản xuất là sự kết hợp hài hòa giữa con người và trí tuệ nhân tạo, dữ liệu trở thành một tài nguyên, trở thành tư liệu sản xuất quan trọng, đồng thời quan hệ sản xuất cũng có những biến đổi sâu sắc, đặc biệt là trong hình thức sở hữu và phân phối tư liệu sản xuất số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cả hệ thống chính trị phải nhận thức đầy đủ và quyết tâm thực hiện quá trình chuyển đổi số, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, hoàn thiện thể chế và hệ thống pháp luật, kiên định mục tiêu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời không ngừng đổi mới để bắt kịp xu thế phát triển của thời đại, có cơ chế chính sách mạnh mẽ thúc đẩy chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực kinh tế xã hội, khuyến khích đổi mới sáng tạo, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thường xuyên rà soát, sửa đổi kịp thời các quy định không còn phù hợp, tạo hành lang cho các mô hình kinh tế mới như kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo. Thứ hai, khơi thông và phát huy tối đa mọi nguồn lực xã hội, đẩy nhanh hiện đại hóa, huy động nguồn lực to lớn trong nhân dân, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, thu hút mạnh mẽ nguồn vốn trong và ngoài nước cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phát huy tối đa nguồn lực con người, có cơ chế đột phá, thu hút nhân tài trong và ngoài nước, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số và cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thứ ba, cải cách xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, cắt giảm đầu mối trung gian không cần thiết, sắp xếp tổ chức theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền tảng số kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức. Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ đứng trong nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới và xếp thứ ba trong ASEAN về chính phủ điện tử, kinh tế số. Thứ tư, tập trung xây dựng xã hội số, số hóa toàn diện hoạt động quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, kết nối đồng bộ các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, doanh nghiệp, tạo nền tảng tinh gọn bộ máy, cải cách thủ tục hành chính thực chất. Phát triển kinh tế số tạo động lực mới cho tăng trưởng, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong mọi ngành, lĩnh vực, tạo ra các mô hình kinh doanh mới, phát triển công dân số, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự đồng lòng chung sức của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, chúng ta nhất định sẽ thực hiện thành công của cách mạng chuyển đổi số, đưa đất nước vươn mình vượt bậc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của tiên tiến, văn minh, hiện đại. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo nhiều quốc gia đã gửi điện và thư mừng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit,
Thủ tướng Sòn Say Sì Phan Đon và Chủ tịch Quốc hội Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn đã đồng gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Các đồng chí lãnh đạo Lào vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. Chúc đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn, đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lý Cường gửi điện đến Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Triệu Lạc Tế gửi điện đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc tin tưởng dưới sự lãnh đạo kiên cường của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ tiếp tục thành công trên con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình đất nước, sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Trung Quốc-Việt Nam tiếp tục phát triển. Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi điện mừng đến Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và quyền quốc trưởng Samdech Hun Sen đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Thủ tướng Hun Manet gửi thư đến Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chủ tịch Quốc hội Thấp Bạ Đây Khuôn Sộ Dari gửi thư đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Lãnh đạo Campuchia tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành những thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, nhấn mạnh chiến thắng của Việt Nam trước chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc tạo nên một di sản khiến cả nhân loại ngưỡng mộ. Tổng thống Liên bang Nga Putin, Thủ tướng Mikhail Mishustin, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko và Chủ tịch Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin đã gửi thư điện mừng và cho biết việc làm sâu rộng thêm sự hợp tác với Việt Nam là một trong những hướng đi ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga. Trong thư mừng gửi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng thống và Thủ tướng Ấn Độ khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác, đưa quan hệ hai nước phát triển lên những tầm cao mới. Trong điện mừng đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un chúc nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa. Trong điện mừng gửi đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Mông Cổ mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Mông Cổ và Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Kính thưa quý vị, trong di chúc gửi gắm lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trước khi trở về cõi vĩnh hằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới." Và 55 năm qua, mong muốn cháy bỏng ấy của người cũng chính là mục tiêu, là động lực tinh thần to lớn, thôi thúc toàn dân tộc nỗ lực phấn đấu xây dựng đất nước để có một nước Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Trong di chúc để lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự liệu cuộc kháng chiến chống Mỹ nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Từ đó, người đã phác thảo một kế hoạch xây dựng lại thành phố và làng mạc đẹp đẽ hơn trước chiến tranh, và cho rằng đó là cuộc chiến đấu khổng lồ, là một công việc cực kỳ to lớn, phức tạp và khó khăn, nhưng cũng rất vẻ vang. Dù có gian khổ đến mấy thì chúng ta thắng Mỹ là không phải bàn, đó là một điều chắc chắn. Nhưng quan trọng hơn sau đó thì cái khát vọng xây dựng đất nước là gì? Cho nên toàn bộ di chúc ở chỗ này từ 65, 66 rồi 68, 69 ở những điểm lớn thì đều là cái dấu ấn đổi mới cả. Mặc dù chưa đề cập đến hai chữ đổi mới, song bao trùm toàn bộ di chúc là những tư tưởng lớn toàn diện về một chương trình xây dựng và đổi mới đất nước. Hiện thực định hướng này của người, Đảng đã đề ra nhiều kế hoạch phát triển đất nước và giành được nhiều kết quả quan trọng, đưa Việt Nam từ một nước bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh với 3/4 dân số sống ở mức nước. Làm sao có rất nhiều nước đặt vấn đề quan hệ hợp tác thành đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam? Tại sao có rất nhiều nguyên thủ quốc gia đến Việt Nam đi dạo bờ hồ,
đi ăn phở, ăn bún chả, đạp xe ở phố cổ trong một cái trạng thái rất an nhiên, vui vẻ. Rõ ràng người ta tin cậy chúng ta, người ta tin vào thể chế sự ổn định của chúng ta, người ta tin cậy vào sự thân thiện của chúng ta, người ta mới làm. Thần khiêm tốn của người Cộng sản, chúng ta vẫn có thể nói rằng chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Bác Hồ ngay trong năm độc lập đầu tiên đã mệnh danh cho ba thứ giặc: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Từ đấy đến nay, các thế hệ đã làm thay đổi chúng ta bây giờ. Đã thành một đất nước có cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như bây giờ. Bốn điều vẻ vang đó, tôi nghĩ đấy là một sự nghiệp cực kỳ lớn lao, vẻ vang. Và lịch sử sẽ ghi nhận cái điều này. Thành tựu của đất nước đạt được sau 79 năm giành được độc lập, 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ là nền tảng quan trọng để Việt Nam tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Và trong chặng đường đó, những lời bác dặn của 55 năm về trước sẽ tiếp tục là ngọn đuốc soi đường để dẫn dắt toàn dân tộc ta tiến bước. Tại thành phố mang tên Bác, hôm nay mùng 2 tháng 9, những con đường khu phố rực rỡ trong sắc cờ Tổ quốc. Người dân treo cờ Tổ quốc thể hiện tình cảm, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc Việt Nam. Sáng nay, ông Nguyễn Ngọc Chính có hẹn với cư dân hẻm 59 Phạm Viết Chánh để cùng đồng loạt treo lên những lá cờ Tổ quốc trước nhà. Dù là việc mà lễ Tết vẫn thường làm, nhưng lá quốc kỳ treo mừng ngày Tết độc lập lại mang đến cảm xúc đặc biệt. Nhìn cái lá cờ Tổ quốc thì mình thấy rằng mình rất là tự hào. Treo cờ là một cái niềm vinh hạnh để tưởng nhớ công lao của người chiến sĩ, anh hùng, liệt sĩ đã mất, của người dân đã nằm xuống để mà phụng sự cho Tổ quốc, để đổi lấy hòa bình, độc lập cho đất nước. Nhóm bạn trẻ này lại chọn một điểm hẹn lịch sử, nơi 79 năm trước, người Sài Gòn cùng kề vai với đồng bào lục chỉnh Nam Kỳ chờ đón nghe tuyên ngôn độc lập qua radio. Rất là vui và hạnh phúc khi mà được sống trong một đất nước hòa bình. Em rất là biết ơn khi được đứng tại đây ngay bây giờ. Em cảm thấy càng thêm tự hào vì mình là một người dân Việt Nam, cũng như là tự hào vì mình là một người của đất nước độc lập. Cảm xúc ấy đã được những người trẻ tuổi lan tỏa đến không gian số để niềm tự hào dân tộc và lòng yêu nước được nhân lên, được tiếp nối. Tôi là người Việt Nam. Với mỗi người, niềm tự hào ấy lại được thể hiện theo những cách rất riêng. Bởi đó chính là những mảnh ghép của thành phố đáng sống, của một đất nước hòa bình, độc lập, được tiếp nối từ mùa thu lịch sử 79 năm trước. Hôm nay, ngày nghỉ thứ ba của kỳ nghỉ lễ cũng là ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức các hoạt động vui chơi ý nghĩa, thu hút đông đảo người dân và du khách. Tại Nghệ An, trong 3 ngày kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hơn 40.000 lượt du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc và quốc tế đã trở về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày Tết độc lập. Tại nhiều địa phương như Đắk Lắk, Nha Trang, trong sáng nay đã diễn ra lễ chào cờ tại quảng trường trung tâm. Tại Đắk Lắk, sau lễ chào cờ là đồng diện áo dài và trang phục các dân tộc với sự tham gia của hơn 2.000 hội viên phụ nữ. Còn tại Nha Trang, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, người lao động, đoàn viên thanh niên và học sinh các trường học viện quân đội đã tham gia lễ chào cờ. Tại các khu vực trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh, cờ hoa, khẩu hiệu chào mừng được trang trí đầy màu sắc, mang đến cho người dân tâm trạng hào hức, phấn khởi. Nhiều điểm tham quan, khu vui chơi như Thảo Cầm Viên, Suối Tiên, Công viên Văn hóa Đầm Sen hôm nay cũng hết sức sôi động, đông đúc. Tối nay, tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra hai điểm bắn pháo hoa chào mừng ngày độc lập.
Tại Cần Thơ, nhiều người dân đã tới dâng hương tại đền thờ Vua Hùng. Du khách đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, thậm chí vượt hàng trăm cây số để dâng hương các vua hùng, tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân. Ngày 2 tháng 9, kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh cũng là tròn 55 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc, mãi mãi rời xa chúng ta. Và những ngày này tại quảng trường Ba Đình lịch sử thì những hàng dài người dân nối tiếp nhau để vào lăng viếng Bác. Chỉ trong ngày hôm nay thì ước tính có hơn 3 vạn người từ khắp mọi miền đất nước đã về viếng người, bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ công ơn của vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam. 6 giờ sáng, một tiếng trước giờ lăng Bác mở cửa, dòng người xếp hàng vào lăng đã nối dài. Người cựu chiến binh này năm nay đã 89 tuổi. Dù mắt đã mờ, đi lại khó khăn, nhưng vào dịp 2 tháng 9 hàng năm, ông lại cùng các con vào lăng viếng Bác, kể cho các con nghe những câu chuyện về Bác, về đồng đội, về những năm tháng chiến đấu anh hùng và gian khổ của đất nước để giành độc lập tự do. Nếu Bác qua, chúng cháu học tập theo lời Bác dạy. Ơn Bác nghĩa là tình trong mãi mãi. Thăm Bác một lần thì chắc là cũng không được lại thăm Bác nữa, nhưng mà nghĩ cảm xúc thương Bác quá. Trong dòng người vào lăng có rất nhiều học sinh, sinh viên, thanh niên, những người sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình, độc lập. Chưa một lần gặp Bác, nhưng tình cảm kính yêu người luôn tràn ngập trong tim. Đây là lần đầu tiên em vào lăng. Cảm xúc của em hôm nay thì em cảm thấy rất là tự hào. Em hiểu hơn về hai chữ tự do và độc lập. Em sẽ học tập thật tốt để xây dựng quê hương đất nước. Hàng vạn chai nước, bánh mì đã được ban quản lý lăng phát miễn phí cho người dân. Thời tiết càng về trưa càng nắng gắt, nhưng dòng người vẫn nối dài nhẫn nại. Nhớ thương người để càng trân trọng hơn độc lập, tự do và hòa bình của dân tộc. 55 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác đi xa, nhưng trong trái tim mỗi người Việt Nam vẫn vẹn nguyên hình ảnh của Bác, vẹn nguyên tình cảm thiết tha nhất, kính yêu nhất. Trước lúc đi xa, người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một di sản vô giá, đó là bản di chúc lịch sử. Những lời căn dặn, tư tưởng, phong cách, tấm gương đạo đức sáng ngời của người luôn là ngọn hải đăng đưa đường chỉ lối cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mãi mãi mai sau. Tin Bác Hồ mất truyền đến với những người tù Côn Đảo vào sáng ngày 5 tháng 9 năm 1969. Trong ký ức của những cựu tù Côn Đảo năm xưa, đó là giây phút bàng hoàng đau đớn. Đều là rưng rưng nước mắt, không chịu đổi. Có chết cũng để tang cho Bác Hồ. Cái băng tang này là một cái miếng vải đen mà được may vào trong cái áo nâu của tù binh. Nhà tù Chí Hòa nó lịnh vô phải phá bàn thờ. Mấy chị của mình đã tuyên bố một cách rắn rỏi là chúng tôi để tang cho lãnh tụ, muốn dẹp bàn thờ phải bước qua xác chết của chúng tôi. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thậm chí đối mặt với cái chết, những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày ở Côn Đảo vẫn son sắt một tình yêu đối với Đảng, với Bác Hồ, vẫn kiên cường bất khuất và tin tưởng vào thắng lợi của cuộc cách mạng. Bom đốt cháy là bom đốt cháy chứ không đốt được Bác ở trong trái tim của những chiến sĩ miền Nam. Tất cả vì miền Nam thân yêu, trong những năm từ năm 1970 đến năm 1972, hơn 10.000 sinh viên các trường đại học tại Hà Nội thời đó đã lên đường nhập ngũ, tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hành trang là hình ảnh Bác Hồ và những lời dạy của người. Hình ảnh đó theo suốt cho đến ngày hôm nay. Cứ nhắc đến Bác là trái tim lại rưng rưng, yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn. Bác chính là điểm tựa của tất cả những cái tinh thần chiến đấu trong sáng,
không hề bợn một chút tình cảm cá nhân nào. Người chiến sĩ trên tiền tuyến xa xôi lòng phơi phới thêm yêu đời, quyết chiến đấu đến giọt máu cuối cùng vì tổ quốc ta kiêu hùng. Ông Thông cũng là một trong những học sinh Hà Nội đã có mặt tại quảng trường Ba Đình dự lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều năm tháng trôi qua, tình cảm và lòng thương nhớ Bác vẫn vẹn nguyên. Xúc động thực sự. Dân tộc ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch và chính người đã làm rạng rỡ non sông ta, đất nước ta. Cả cuộc đời hiến dâng trọn vẹn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Dù Bác đi xa, nhưng hình bóng Bác vẫn luôn còn đây, còn mãi với non sông đất nước, trong trái tim muôn triệu người Việt Nam và trái tim nhân loại. Cho dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, trong những ngày này, lá cờ Tổ quốc là hình ảnh mà chúng ta thấy được chia sẻ rất nhiều trên các mạng xã hội. Lá cờ Tổ quốc có thể là được trang trọng vẽ lên trên mái nhà hay là được treo dọc các con ngõ phố trong niềm vui mừng của ngày Quốc Khánh, ngày mà được nhiều người trong chúng ta gọi là ngày Tết độc lập. Thế còn ở miền hải đảo xa xôi, mỗi lá cờ chúng ta treo lên, mỗi cột cờ chúng ta dựng lên, đó là niềm tự hào, là niềm tin của người Việt trong hành trình bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Ra đảo đá làm nghề nuôi ốc, nhưng không biết tự bao giờ anh Tiến đã trở thành hiệp sĩ bảo vệ môi trường biển đảo quê hương. Mỗi năm, lượng chim hải âu về sinh sản trên đảo chim Thanh Lân này mỗi đông. Niềm tự hào nhất của anh giờ không còn là sản lượng ốc thu được, mà là một đảo chim bay dợp trời với lá cờ Tổ quốc anh tự dựng lên tại cột mốc tọa độ biển đảo quốc gia. Mình yêu lá cờ. Đấy là máu và cái cốt hồn cốt của dân tộc. Trên hành trình bám biển, lá cờ Tổ quốc là niềm tin, niềm tự hào của những tàu cá Việt Nam. Tàu chúng tôi thì chuyên môn là đi làm ngoài biển nên là lúc nào chúng tôi cũng treo cờ Tổ quốc. Hiên ngang trước gió bão, có tỷ lệ 1-1 với cột cờ tại quảng trường Ba Đình. Cột cờ chủ quyền đặt trên đảo Cô Tô là niềm tự hào của cư dân nơi biển đảo thiêng liêng Đông Bắc. Mỗi khi bản quốc ca cùng với lá cờ bay trước biển, chúng tôi cảm thấy một cái tình yêu, một cái cảm xúc rất là dâng trào và rất là khó tả khi bạn thượng cờ trong đất liền nhưng ra đến biển đảo, nhìn thấy những cái vùng biển đảo xa xôi tiền tiêu như vậy và các hệ trang của chúng ta đã xây dựng. Lại hân hoan chào đón ngày Quốc Khánh. Nhân dịp này thì các phóng viên thời sự chúng tôi cũng đã ghi lại những cảm xúc về ngày Tết độc lập. Những cảm xúc đó có thể là của những người mà đã suốt 79 năm qua lưu giữ nguyên vẹn những kỷ niệm về ngày 2 tháng 9 năm 1945 lịch sử, hay cũng có thể là của những người trẻ được sinh ra trong hòa bình mà chưa từng biết tới chiến tranh. Thế nhưng dù là ai, tất cả đều có chung một niềm tự hào, xúc động mỗi khi mùa thu cách mạng lại về. Giờ học lịch sử của học sinh lớp 4, trường tiểu học Đoàn Thị Điểm. Cô giảng trò nghe về ngày Quốc Khánh. Những đôi mắt không rời màn hình máy chiếu. Quảng trường Ba Đình lịch sử. Tiếng Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn. Có quyền hưởng tự do và độc lập. Và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Con cảm thấy rất tự hào về dân tộc Việt Nam mình ạ. Con cảm thấy rất kính yêu Bác Hồ. Với nhà giáo nhân dân Nguyễn Thị Hiền, Tết độc lập cũng gợi lên thật nhiều cảm xúc. Về thăm lại ngôi trường đã nhiều năm gắn bó,
câu chuyện bà kể với học sinh là cuộc duyệt binh lịch sử ngày 2 tháng 9 năm 1975, kỷ niệm tròn 30 năm Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập và cũng đúng dịp miền Nam vừa hoàn toàn giải phóng. Đoàn duyệt binh đi qua phố Hai Bà Trưng, anh không thể nghĩ được là từ 4-5 giờ sáng đã rất đông người dân đón chờ cái đoàn quân đội nhân dân Việt Nam diễu binh qua. Ông Dũng, người trông coi căn nhà cổ này cũng có những kỷ niệm không quên về Tết độc lập. Được tự tay chăm chút các vật dụng trong nhà, nơi Bác Hồ từng dừng chân nghỉ trước khi vào nội thành Hà Nội soạn thảo bản tuyên ngôn độc lập. Với ông Dũng là niềm vinh dự, tự hào. Vào ngày 23 đến 25 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch và đoàn cán bộ đã ở và làm việc tại ngôi nhà. Chúng tôi rất là tự hào về các cái sự kiện đã để lại tại cái ngôi nhà của cụ Nguyễn Thị An. Từng nhiều lần bị tù đầy rồi vượt ngục trở về tham gia lãnh đạo chính quyền tại Quảng Nam, vị tướng quân đội này năm nay đã ở tuổi 104. Ông vẫn nhớ như in ngày 2 tháng 9 năm 1945, Ủy ban Việt Minh tỉnh Quảng Nam tổ chức meeting mừng thắng lợi cuộc tổng khởi nghĩa, tiếp âm lời Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập từ quảng trường Ba Đình lịch sử. Những cuộc meeting là quan nghênh cách mạng tháng 8, Việt Minh. Với cái lòng tin như thế này về lãnh tụ tên này thì không có thể có cái sức mạnh nào mà có thể đánh ngã được nó. Ký ức về ngày Tết độc lập sẽ mãi không phai mờ. Với những người đã dành cả cuộc đời cống hiến cho đất nước như Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương hay những thế hệ được sinh ra trong hòa bình, lá cờ đỏ sao vàng sẽ mãi là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc, của tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Trên khắp đất nước Việt Nam ta, ở bất kỳ nơi đâu, lá cờ Tổ quốc cũng phấp phới tung bay trên bầu trời lộng gió, như thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc. Đặc biệt, người dân ở nhiều vùng miền còn cùng nhau xây dựng những tuyến đường cờ Tổ quốc, thể hiện tinh thần đoàn kết, làm đẹp cho quê hương mình. Tại cực nam của Tổ quốc ta, đất mũi Cà Mau, lá cờ cũng được nâng niu với đầy lòng tự hào thiêng liêng như vậy. Cà Mau, vùng đất cuối trời cực nam của Tổ quốc thân yêu, điểm đến của đời người. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên biểu tượng con tàu mũi Cà Mau mang ý nghĩa thiêng liêng, khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, nơi cực nam của Tổ quốc. Nơi đây gió lộng tứ bề, dù trời nắng hay mưa, dù ngày hay đêm, khi phát hiện lá cờ bị hư hỏng, phai màu thì ngay lập tức là thay mới lá cờ. Với mỗi người con quê hương Cà Mau hay bất kỳ du khách đến với nơi này, lá cờ Tổ quốc đều mang ý nghĩa thiêng liêng. Tại Cà Mau, người dân còn chung tay nhuộm đỏ vùng đất bởi những tuyến đường cờ Tổ quốc. Hai bác cháu mình bữa nay đi cầm cờ này thấy vui ha. Dạ, cắm cờ nguyên đường. Đúng rồi. Đẹp. Thẳng rồi đó. Thực hiện việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tự hào lá cờ giải giang của dân tộc, xã cũng có thống nhất là chọn cái tiếng này làm tiếng cờ Tổ quốc, là để cho bà con này giáo dục cái truyền thống cách mạng, tự hào của dân tộc. Tuyến đường cờ Tổ quốc tại xã Tân Hải có chiều dài 1.200 m, với 50 lá cờ phấp phới tung bay suốt đêm ngày. Đây là lần đầu tiên Hội nông dân triển khai cái mô hình này trên địa bàn xã Tân Hải. Tất cả các hội viên nông dân đều là rất là nhiệt tình và phấn khởi. Cờ Tổ quốc của quê hương mình đó. Dạ. Con thấy cờ đẹp không? Đẹp. Nhân dân ta đồng tình và vui dữ trời lắm. Đây là một cái phong trào hết sức là ý nghĩa. Khi những người mùa lao động mệt nhọc về nhìn lá cờ phất phới tung bay, đó là thể hiện được những cái gì, cái thành quả hôm nay được đó, là bao nhiêu xương máu những người đã ngã xuống vì độc lập, giải phóng dân tộc mà hôm nay chúng tôi đã hưởng được. Không chỉ thể hiện tình yêu nước, lá cờ Tổ quốc còn là niềm tự hào của mỗi vùng đất, khích lệ tinh thần đoàn kết, cùng chung tay làm đẹp và phát triển quê hương. Tổ quốc tôi như một con tàu, mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau. Thưa quý vị, hôm nay cũng là ngày mà cả đất nước sum vầy trong không khí của niềm tự hào và lòng biết ơn những người đã đấu tranh vì độc lập tự do của quê hương. Với những người con của đất Việt, dù ở bất kỳ nơi đâu, họ cũng luôn hướng về quê hương, hòa chung với niềm vui ngày lễ lớn của dân tộc. Luôn nhắc nhở con em mình phải biết ơn những thế hệ đi trước đã đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và xây dựng phát triển đất nước ngày nay.
79 năm vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nay chính là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Say sưa nghe mẹ kể về ngày Tết độc lập của Việt Nam. Cùng tập hát bài quốc ca, cậu con trai cả và hai cô con gái của chị Trang sinh ra và lớn lên tại Pakistan rất háo hức khi sắp được mẹ đưa tới dự lễ kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh Việt Nam tại Đại sứ quán. Mùng 2 tháng 9 là dịp mà bất cứ một người dân Việt Nam nào tung trái đất này đến hướng về Tổ quốc. Tôi đã kể cho các con nghe rất nhiều về đất nước Việt Nam và nói với các con rằng chúng ta được sống trong môi trường hòa bình như hôm nay, chúng ta phải ơn đến công lao của Bác Hồ, của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cũng như là công ơn của các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc mình. Con cảm thấy rất tự hào và rất là vui khi được tham dự lễ kỷ niệm to của Đại sứ quán tổ chức. Con được thắp hương tưởng nhớ Bác Hồ. Con rất là biết ơn những thế hệ đi trước đã bảo vệ và hy sinh cho đất nước Việt Nam tươi đẹp như ngày nay. Con sẽ cố gắng học giỏi để sau này khi con sẽ có đóng góp cho đất nước của mình. Còn bà Phan Bích Thiện, một người Việt hiện đang sinh sống và làm việc tại Hungary, không khỏi bồi hồi, xúc động khi ngắm nhìn hình ảnh, đầu đầu cũng rực rỡ cờ hoa, khắp các con đường, tuyến phố, khắp các xóm làng, trên các tòa nhà, những lá cờ đỏ sao vàng phất phới tung bay. Cứ mỗi dịp Quốc Khánh về thì mặc dù sống ở nơi xa đất nước nhưng tôi lại trào lên cái cảm xúc nhớ về quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Đặc biệt là khi nhìn thấy cái hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay trên khắp nơi trên quê hương Việt Nam, và cái hình ảnh cái lá cờ Tổ quốc tung bay trên quảng trường Ba Đình thì chỉ muốn bay về ngay quê hương để hòa cùng cái niềm vui chung của dân tộc trong cái ngày đại lễ này. Quốc khánh không chỉ là dịp để những người con sống và làm việc xa quê hương cùng nhau hướng về Tổ quốc thiêng liêng, mà còn là dịp để chúng ta tưởng nhớ công lao của Bác Hồ và bao thế hệ cha ông đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc, để chúng ta cùng nhau đoàn kết, gắn bó hơn nữa, xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh và giàu mạnh. Tổng thống Mexico hôm qua đã lên tiếng kêu gọi Mỹ xây dựng kế hoạch giải quyết vấn đề di cư, đặc biệt là không xây dựng bức tường biên giới và quân sự hóa tại khu vực biên giới hai nước, mà thay vào đó là tăng cường đầu tư vào các nước Mỹ Latin. Tổng thống Mexico cho biết là chính phủ nước này đang triển khai nhiều chương trình xã hội tại Guatemala, Honduras, El Salvador, Haiti, Venezuela, Colombia, Belize và Cuba nhằm hỗ trợ người dân các nước này cải thiện cuộc sống. Theo ông, đây là biện pháp hỗ trợ tốt nhất để giải quyết vấn đề di cư, chứ không phải bằng việc xây dựng bức tường biên giới hay quân sự hóa tại khu vực đó. Ông kêu gọi Washington giải quyết nguyên nhân gốc rễ gây ra làn sóng di cư, đồng thời hỗ trợ các quốc gia nghèo ở khu vực Trung Mỹ và Caribe phát triển. Tổng thống Mexico đề cập đến vấn đề di cư trong bối cảnh các đảng tại Mỹ đưa ra nhiều đề xuất giải quyết cuộc khủng hoảng trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới đây. Ít nhất 2 người đã thiệt mạng sau khi một cơn bão gây ra mưa lớn, khiến nhiều khu vực phía bắc của Philippines ngập lụt. Còn ở nước Nga thì hôm nay là ngày khai giảng. Hơn 18 triệu trẻ em đã bước vào năm học mới, trong đó có khoảng 2 triệu học sinh lớp 1. Vâng, ngày 1 tháng 9 là ngày tri thức của nước Nga. Năm nay thì lại rơi đúng vào ngày Chủ nhật, nên là lễ khai giảng của tất cả các trường phổ thông trên toàn liên bang đã diễn ra muộn hơn vào hôm nay, ngày 2 tháng 9. Theo Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, 39.500 trường phổ thông trên toàn liên bang đã đón 18,5 triệu học sinh bước vào năm học mới. Có 132 trường lần đầu tiên mở cửa. Theo sắc lệnh của Tổng thống Putin, trong khuôn khổ dự án giáo dục quốc gia, đến hết năm nay, Nga sẽ có thêm 1.300 trường học mới. Theo Bộ Giáo dục Nga, trong vài năm qua, số lượng học sinh lớp 1 ở Nga đã tăng đáng kể. Nếu 10 năm trước là 1,5 triệu trẻ em vào lớp 1, thì hiện nay con số này là gần 2 triệu, đạt mức tối đa trong ít nhất là 20 năm qua. Hiện chương trình giáo dục phổ thông ở Nga là 11 năm và trẻ em 7 tuổi bắt đầu vào học lớp 1. Kể từ năm nay, trường học Nga sẽ có một số thay đổi. Trong đó có lệnh cấm hoàn toàn sử dụng điện thoại di động trong lớp học, bắt đầu khóa học về gia đình,
và quay trở lại với các giờ học lao động. Lễ khai giảng tại nhiều trường học của Moscow năm nay, thay vì được tổ chức ngoài trời với sự tham gia của đông đảo phụ huynh, thì hầu hết diễn ra trong hội trường và hạn chế số lượng người tham dự. Quyết định này được cho là nhằm đảm bảo an ninh trong các trường học. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam từ Moscow, Liên bang Nga. Các quan chức giáo dục và chuyên gia Hàn Quốc vừa lên tiếng kêu gọi cải tổ toàn diện chương trình giáo dục giới tính trong trường học tại nước này. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh các tài liệu khai thác deepfake lan truyền nhanh chóng trong giới thanh thiếu niên. Theo các chuyên gia, thì giáo dục giới tính hiện tại ở các trường học đã không giải quyết được các vấn đề mới nổi như tội phạm deepfake, khiến nhiều trẻ vị thành niên không nhận thức được tác hại tiềm ẩn của những loại tội phạm như vậy. Một cuộc khảo sát gần đây của Liên đoàn Giáo viên và Nhân viên Giáo dục Hàn Quốc còn cho thấy có đến 92,7% giáo viên trên toàn quốc gặp khó khăn trong việc chuẩn bị giáo án liên quan đến bình đẳng giới, quấy rối tình dục và các vấn đề khác. Nhiều chuyên gia ủng hộ việc đưa giáo dục giới tính và bình đẳng giới vào chương trình giảng dạy chính quy ở các trường học, đề xuất nên dạy thường xuyên hơn, chẳng hạn như là một lần một tháng. Vừa qua thì hàng nghìn người tại Nhật Bản đã cùng nhau theo dõi buổi phát trực tiếp để cổ vũ cho một cây cọ đơn độc chống chọi với mưa gió khi mà cơn bão San đổ bộ vào đảo Kyushu. Video phát trực tiếp suốt 12 giờ đồng hồ do một trạm khí tượng thực hiện, ghi lại hình ảnh cây cọ bên bờ biển dù bị mưa gió quật mạnh thế nhưng mà vẫn đứng vững. Hình ảnh này đã thu hút được sự chú ý của những người dùng mạng xã hội tại Nhật Bản khi họ cùng nhau gửi những lời động viên cổ vũ cho sự mạnh mẽ của cây cọ trước thiên tai. Được biết, cây cọ nằm ở bên ngoài một khách sạn sát với bờ biển ở tỉnh Kagoshima và cũng đã nhiều lần thu hút được sự chú ý vì đã vượt qua được nhiều cơn bão. Sau khi cơn bão đi qua thì video phát trực tiếp đã đạt được 1,5 triệu lượt xem. Ở một số địa phương thì người dân tối nay sẽ được thưởng thức những màn bắn pháo hoa mừng Tết độc lập. Như ở thành phố Hồ Chí Minh thì pháo hoa được bắn tại hai địa điểm, đó là đường hầm sông Sài Gòn, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức và công viên văn hóa Đầm Sen, phường 3, quận 11. Thế còn ở Bình Thuận thì người dân có thể đón xem pháo hoa tầm thấp ở khu vực quảng trường biển Phan Thiết, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết. Thời gian bắn pháo hoa là từ 21 giờ tới khoảng 21 giờ 15 phút.